Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không bất không của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá lợi tử, vì nhãn giới và tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Xá lợi tử, nhãn giới ấy chẳng phải là nhãn giới, không là nhãn giới, không chẳng phải là nhãn giới chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn giới. Nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa.
chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không bất không của nhĩ giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của thanh giới cho đến nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử, nhĩ giới ấy chẳng phải là nhĩ giới, không là nhĩ giới, không chẳng phải là nhĩ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới, thành hương vị xúc pháp giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không bất không của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới,
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc của các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tỷ giới và tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không. Xá Lợi Tử, tỷ giới ấy chẳng phải là tỷ giới, không là tỷ giới, không chẳng phải là tỷ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng là như vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái thường vô thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái lạc khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái không bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng không bất không của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái viễn ly của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì thiệt giới và tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không. Xá Lợi Tử, thiệt giới ấy chẳng phải là thiệt giới, không là thiệt giới, không chẳng phải là thiệt giới chẳng lìa không,
không chẳng lìa thiệt giới tức là không, không tức là thiệt giới. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng là như vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái không bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không bất không của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì thân giới và tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử, thân giới ấy chẳng phải là thân giới, không là thân giới, không chẳng phải là thân giới, thân giới chẳng lìa không, không chẳng lìa thân giới tức là không, không tức là thân giới, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy.